chế lâu à. Ê, nhưng mà sư Trinh chủ mà. Ờ, tôi à. Người Việt Nam à? À, em người Việt Nam. Ờ, biết nói tiếng Việt. Tiếng Kinh. Mà không biết nói nhiều đâu, mấy câu không biết nói. Nói nhiều mấy câu cũng... Về mọi người ở trong không nhà biết nói, không biết nói. nhưng mà giờ mọi người ở đây biết chữ nôm nữa không? À, là không nhiều. Không nhiều à? Ít thôi. Ồ. Ừ. Đây là Tam Đảo Quảng Tây, nơi mà người Kinh của Trung Quốc sinh sống. Trong một video giới thiệu về dân tộc Kinh của Trung Quốc trên kênh của Tiểu Trần, thì Tiểu Trần đã nói rằng dân tộc Kinh là dân tộc thiểu số giàu có nhất ở Trung Quốc. Vậy điều đó có đúng sự thật hay không, hay chỉ là truyền thông báo chí nói như vậy thôi? Trong video ngày hôm nay thì hãy cùng Tiểu Trần đến với Tam Đảo Quảng Tây để kiểm chứng cái điều đó. Kinh phí thực hiện video này được tài trợ một phần bởi công ty du lịch Okela. Nếu bạn đang quan tâm đến những tour du lịch ở Trung Quốc thì có thể liên hệ Okela để được tư vấn. Bây giờ thì hãy bắt đầu thôi. Ê, nhưng mà sư Trinh chủ mà. Ờ, tôi à. Người Việt Nam à? À, em người Việt Nam. Ờ. À. Chị là người ở đây à? Người ở làng người, này? Người Vạn Mỹ. Ờ, người Vạn Mỹ à. Em là đi du học, em du học ở Trung Quốc. Ở đâu đấy? Ở Đại Liên, Liêu Ninh, Liêu Ninh. Đại Liên, Liêu Ninh. Thiên nào, chúng ta nó mà gần xa quá. Đúng rồi. 2000 cây số là vào. Đúng rồi. Ờ, người đâu đấy? Người Việt Nam ở Hà Nội à? Không, em ở miền Trung. Miền Trung ở Hà Tĩnh. À, thiên nào, thế cái tên mình không nghe qua. Hứa Trinh. Hứa Trinh là nơi nào đó? Hứa Trinh là chúng ta chưa nghe qua. Chứ lì Hứa này, đại khái 300 công lý. Ờ, nó cũng gần, nó cũng gần. Hứa Trinh là giống mà. Giống nhau nhưng mà cũng có một chút không giống đâu. Vậy cho em hỏi, nếu mà chữ Hà Tĩnh đó người Tinh Kinh ở đây gọi là gì? Người Kinh à, người Kinh. Ở Việt Nam có cái tỉnh nào? Có. Có kiểu như này. Ờ, cái đình làng. Có móng cái có. Ừ. Qua tiếp. À. Không phải qua tiếp. Ờ, cái Hà Tĩnh. Hà Tĩnh. Tiết rỉ. À, tiết rỉ. Là Tết. Tiếng Kinh là nên. Lễ. Lễ à? Lễ hoặc là Tết. Đây là Hà. Hà. Hà Tết á. Hà Tết á. Không. Nhưng mà người Kinh thế đọc hai chữ này là đọc thành. Người Kinh là Hà Thành. Hà Thành à? Ừ. Vậy thì có chút khác. Tình hát. Đình hát. Ừ. À, đình hát thì là đúng, đình hát thì là giống. Hát là ở tiếng Kinh. Là tiếng Kinh. Hà Thành là nói hát à? À, đúng. Tôi phải. Thế đúng. Nghĩa là Việt Nam. Người Trung Quốc. Nghĩa là Nam Lý Đô. Phong Thành. Phong Thành. Hải phải là. Hải à, nhưng mà Hải. Chứ bây giờ sẽ Quảng Phong Thành, sẽ Quảng Kinh cho ngoài cơ. Mông chuyên. Ở Nam Việt Nam này. Cái lầu cá hay đi cơ. Thì ở Việt Nam không ở Trung Quốc. Anh thì chứ bây giờ Quảng Kinh cho ngoài nè. Họ. Họ chứ sức về. Họ chứ sức về. Họ chứ sức về. Họ chứ sức nói nhiều nhiều mấy. Hết nói rồi không nhiều. Về mọi người ở trong không nhà. Thà ba bảo hội giảng, thà ba bảo giảng được rất hảo. Ừ ừ. Thà ba bảo là thường xuyên đi Việt Nam làm buôn bán. À. Nhi đọc là mấy năm sư? Trung Quốc mà. À. Là 4 năm ba. Đã đọc qua 4 năm rồi phải không? Ừ. Tôi nhìn thấy anh, tôi biết anh là người Việt Nam. 我们家就是万伟的，但是我在东兴。哦，东兴。我住东兴，但是我工作地方又在万伟。哦。那个博物馆你们去没？没。刚来。啊，明天闭馆。今天开馆是吧？已经闭馆了。哦，已经闭馆了。你们在这待几天？可能不待几天的。不待几天。就马上要回国了。星期二还在不在？应该不在。可以去看一下进度博物馆。哦。 那博物馆里面会有禁足来到我们这里，来到这里定居了多少年，什么时候来的，然后他们的生活习俗啊，吃什么，讲什么话呀，我们有文字，就nôm吗？就nôm，南字。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 
những người ví dụ như anh đi ở trong Quốc Tử Giám sẽ có mà. Xem là ở đâu á? Cái chỗ nào lì á?
有个叫做哪里啊？古都是哪里啊？顺化。顺化，对，顺化。啊，顺化好像有người biết chữ nó吗？ Chắc là có, em nghĩ là có. Nhưng mà Hà Nội thì thấy khả năng là nhiều hơn. Xuân Hoa. Xuân Hoa của tôi khi có. Ê, ừ. Nam đấy là Nam Chí cơ mà. Ờ, dạ dạ Nam Chí. Tôi đã tạm là Nam Chí, chứ còn mèo nhận xích. Dạ, mê gì thấu xíu nhận xích. Nhưng mà giờ mọi người ở đây biết chữ nôm nữa không? Ờ, là không nhiều. Không nhiều à? Ít thôi. Ồ, ừ. Chủ yếu là người già sẽ biết. Là người già cũng có người ở bên trong này hát. Hát cái bài kinh. Nó biết nói, biết xem. Nhưng mà lại cũng là không biết xem nhiều. Không biết xem nhiều. Bây giờ trẻ con còn biết nói tiếng Kinh. Biết nhưng mà lại ít ít thôi. Nói tiếng. Nhưng mà ở đó có một cái trường học thì sẽ dạy tiếng Kinh không? Một xem là đây, trường học đây. À, trường học đây. À, trường học đây à? 1周1节课. À, 1周1节课. À, có mà. 就是讲的哦这么少吗英语带回家就是要跟父母多讲嘛那些父母也不怎么讲哦不父母不怎么讲不怎么讲那都讲白话都是白话我们说顶呱呱顶呱呱我们当地的英语是要是已经同化成顶呱呱然后呢也要久不久又讲一句本地方言放进那个英语里面 Sau khi nói chuyện với ba chị gái người Kinh bản địa thì Tiểu Trần đã cùng anh quay dạo quanh làng. Hơi tiếc là những cái thước phim khi Tiểu Trần quay khi nói chuyện với những người dân làng ở đây thì đã mất vì cái thẻ nhớ của Tiểu Trần đã bị hư. Nhưng cũng muốn giới thiệu cho mọi người một chút sơ qua về Tam Đảo. Tam Đảo là tên gọi chung của ba ngôi làng dân tộc Kinh ở Đông Hưng, Quảng Tây. Và ba ngôi làng này thì bao gồm là Vạn Vĩ, Phu Đầu và Sơn Tâm. Do ngày xưa khu vực này được tách biệt với đất liền với ba hòn đảo khác nhau, thế nên người ta gọi là Tam Đảo. Tới ngày nay thì khu vực này được bồi lấp bởi phù sa, thế nên là gắn liền với đất liền. Người Kinh ở Tam Đảo đã sinh sống ở đây hơn cả 400 năm. Lịch sử chủ quyền ở khu vực này thì khá là phức tạp. Khi thuộc về nhà nước phong kiến Trung Quốc quản lý, mà khi thì thuộc nhà nước phong kiến Việt Nam quản lý. Lần gần nhất là Hiệp ước Pháp Thanh năm 1887 khi Pháp đã cắt phần đất này cho nhà Thanh. Nói nhiều về lịch sử ở đây thì quá là phức tạp. Dù sao thì bây giờ họ cũng là một công dân của Trung Quốc, là một dân tộc thiểu số được công nhận chính thức tại đất nước này. Người dân ở đây thì họ cũng tự nhận mình là người Trung Quốc chứ không tự nhận mình là người Việt Nam. Cháu họ Trần. Trần. Dạ vâng vâng vâng. Dạ đúng rồi cháu họ Trần. Ở đây không khí rất là yên bình, giống như làng quê Bắc Bộ mình thôi. Vẫn là cây đa bên nước con đò. Ở đây thì có cây gì đấy cũng ở Việt Nam cũng khá là phổ biến rồi. Lúc nãy ở bên kia còn có cây thị nữa. Những thứ này rất khó tìm được ở miền Bắc Trung Quốc nha. Kể cả mình đi ở Hồ Nam cũng rất là khó nhìn thấy những cái thứ này. Quảng Tây thì cái địa mạo của Quảng Tây rất giống với miền Bắc Việt Nam, bởi vì nó ráp danh mà. Đây lắm cây thị nha, cây này quả thị này. Quả này ở Việt Nam gọi là quả thị. Nó chín thì rất là thơm. Nhưng mà cái bộ đồ này không giống người Kinh. Cái bộ này không giống người Kinh. Thực tế người Kinh ở Việt Nam thì chắc chắn không mặc đồ như thế này. À có những chữ nôm này. Cái này là thầy Quy có thể đọc được chữ nôm này không? Không. Em cũng không đọc được. À chữ này này, chữ này có nghĩa là nôm này. Nán đằng hầu dấu với cơ khẩu chữ sinh nôm. Nhà này, úi giời. Cậu chứ mà ta. Cái này ở Việt Nam gọi là quả na này. Ở miền Bắc Trung Quốc không hề có những cái kiểu này. Quảng Tây có nhiều à?
quả na. Ôi giời, ở đây có con mèo gờ luôn. Chú lý biên trinh sang công lý ý này. Chú giờ vũ trụ. Chú giờ dẫm xoan chú lại nè. Sang công lý ý này chú giờ vũ trụ. Cỡ ý à. Trồng nhiều na quá. Quá nhiều. Ok. Thị. Cái thị. Ở đây quá nhiều cây thị mà nó không ai ăn cả. Nó rụng đầy hết à. Mùi hơi đậm. Người Kinh ở đây kinh tế rất là khá giả. Trước đây họ chỉ dựa vào làng nghề biển để kiếm tiền. Nhưng mà bây giờ thì dịch vụ du lịch mở ra khắp nơi. Ở làng Vạn Ví có nhiều khách sạn mở lên để phục vụ cho khách du lịch. Và đời sống của người dân thì ở đây rất là khấm khá. Họ cũng có lợi thế là tiếng Việt. Với lại họ cũng ở gần biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Thế nên giao thương ở Việt Nam cũng rất là thuận tiện. Như những người bạn của anh Way ở đây thì họ thuộc dạng rất là khá giả, rất là nhiều người xây biệt thự. Ngày lễ chính thức ở đây chính là ngày hát đình. Mỗi làng ở Tam Đảo đều có một cái gọi là hát đình hoặc là đình hát. Ngày này là ngày lễ lớn nhất của dân tộc Kinh, ngoại trừ cái Tết Nguyên Đán. Nhưng mà người dân ở đây thì ăn lễ tận 3 ngày, thờ cúng thần biển. Và họ sẽ hát những cái bài hát tiếng Kinh và chơi những cái đạo cụ nhạc như đàn bầu, mặc những cái bộ áo dài và làm lễ hội ở bãi viện Vạn Ví. Và video về dân tộc Kinh ở Tam Đảo này đã kết thúc rồi. Mình cần phải về Đông Hưng và sau đó ngày mai thì mình về nước qua Móng Cái rồi mình cần về Hải Phòng. Nên là rất mong là video này sẽ gửi được đến các bạn những cái thông tin bổ ích về dân tộc Kinh ở Trung Quốc này. Những cái văn hóa, những cái sự bảo tồn văn hóa của họ hiện tại cũng rất là tốt. Nếu mọi người có thời gian thì có thể từ Móng Cái qua bên này, từ Đông Hưng thì qua bên này rất là tiện thôi. Đi xe qua đây rồi tham quan làng dân tộc Kinh ở đây, hiểu hơn về họ. Bye bye, video đến đây kết thúc rồi, bye bye.